giờ là lúc chúng ta sẽ làm công việc được gọi là vẽ sơ đồ website. Đơn giản đó là việc mà bạn hệ thống lại chi tiết hơn các cái đồ mục nội dung theo từng cấp, từ lớn cho đến nhỏ ở trong website của mình, và có thể là vẽ thành hình cây dễ hình dung. Thông thường thì bạn sẽ có hệ thống thành từ 2 đến 3 cấp đầu mục nội dung. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với cả cái case study về việc làm website mới dành cho phòng khám nha khoa Dr. Lê Hưng. Như các bạn đã tìm hiểu ở phần trước thì chúng ta có khá là nhiều loại nội dung thông tin có thể đưa được vào website của mình. Và ở đây đối với trường hợp của Dr. Lê Hưng thì chúng tôi sẽ chọn lựa ra một số cái thông tin, một số đầu mục nội dung lớn như sau. Thứ nhất là một cái trang chủ, chúng ta sẽ đưa ra cái thông tin nội dung để tạo cái ấn tượng đầu tiên, và đồng thời từ đây đưa ra những cái đường dẫn liên kết để khách hàng có thể tìm kiếm được những thông tin khác mà họ muốn. Cái loại đầu mục nội dung lớn thứ hai đó là thông tin về doanh nghiệp. Chúng ta sẽ đưa ra những thông tin giới thiệu về lịch sử hình thành của phòng khám rồi những đội ngũ y bác sĩ. Đầu mục thông tin thứ hai đó là thông tin về sản phẩm dịch vụ. Cụ thể ở đây đó là về những cái dịch vụ của phòng khám, như từ dịch vụ phòng khám nha khoa tổng quát đến các dịch vụ như cấy ghép hay là bọc răng. Mục thứ tư đó là mục nội dung về cái trang về liên hệ, tức là chúng sẽ đưa ra một cái cách thức để liên hệ với doanh nghiệp, có thể là đưa ra cũng thông tin về bản đồ, về cách, về địa chỉ hay là cái form mẫu để liên lạc trao đổi với doanh nghiệp. Đầu mục nội dung lớn thứ năm đó là những cái đầu mục nội dung tạo ra giá trị gia tăng, tức là chúng ta sẽ đưa ra những kiến thức, những thông tin về cái lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng dành cho tất cả mọi người. Và với 5 cái đầu mục nội dung lớn như thế này thì chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa vào những cái trang, những cái mục cụ thể để có thể tạo thành một cái sơ đồ website. Cụ thể như sau, rất đơn giản. Thì trong cái trang, trong đầu mục nội dung là dịch vụ thì chúng ta sẽ đi sâu thành một cấp thứ hai, cùng có 6 mục nhỏ hơn, đó là mục nha khoa tổng quát, phục hình răng giả, răng sứ thẩm mỹ, cái implant, niềng răng và tẩy trắng răng. Đây là 6 cái mục nhỏ trong cái phần dịch vụ. Ở trong phần kiến thức thì chúng ta có thể chia nhỏ hơn nữa, có 4 loại chủ đề kiến thức, đó là kiến thức nha khoa trẻ em, nha khoa người lớn, nha khoa người cao tuổi và công nghệ nha khoa. Và đây là 4 cái kiến thức, 4 cái nhóm kiến thức mà chúng ta có thể đặt trong cái phần nội dung này. Và đây là một cái sơ đồ website rất căn bản, rất sơ lược để các bạn có thể hình dung được bản chất website, một cái sơ đồ website là gì. Chỉ là bạn hệ thống lại đồng nội dung trong website thôi. Và trong cái mục như là nha khoa tổng quát hay là niềng răng chẳng hạn thì các bạn có thể chia thành những cái nhóm dịch vụ nhỏ hơn nữa. Có một cái lưu ý đó nữa là mặc dù rằng là có những cái đầu mục nội dung ở ngang hàng, ngang cấp với nhau, ví dụ như là nha khoa tổng quát hay là răng sứ thẩm mỹ cùng cấp với nhau, tuy nhiên thì có thể rằng là cái doanh nghiệp của các bạn có thể tập trung vào cái nội dung, chọn lựa ra những cái trang, những cái đầu mục ý khác để tập trung nhiều hơn, đào sâu hơn, và chúng ta chuẩn bị nội dung cho nó kỹ lưỡng hơn. Ví dụ như ở đây thì nha khoa thẩm mỹ Dr. Lê Hưng sẽ tập trung vào 2 cái dịch vụ, đó là dịch vụ răng sứ thẩm mỹ và dịch vụ ký kết implant. Mỗi một cái đầu mục nội dung trong sơ đồ mà chúng ta vừa vẽ ra sẽ được xây đắp trên đó những cái đoạn chữ, rồi bài viết, hình ảnh và cả video để tạo thành một trang web đơn, một trong rất nhiều trang đơn tạo nên một website hoàn chỉnh cuối cùng. Trong đó thì có một trang đặc biệt được gọi là trang chủ. Trang chủ sẽ là cái trang đầu tiên xuất hiện khi ta gõ cái địa chỉ chính thức của website vào cửa sổ của trình duyệt. Trang này thường có nhiệm vụ chính là giúp cho người dùng định hình được cái sơ đồ website của bạn, và hay nói cách khác là sẽ giúp họ biết cách để tới trang thông tin mà họ muốn.